kính chào quý vị, xin kính chào bà con. Thưa quý vị, thưa bà con, trong rất nhiều đối tượng vật nuôi cây trồng ở các tỉnh phía Bắc hiện nay, thì ba ba là vật nuôi đem lại hiệu quả kinh tế cao, được bà con nông dân nhiều nơi quan tâm. Đối tượng nuôi này không phải là mới, tuy nhiên, để thành công và có kết quả cao thì không phải ai cũng làm được. Trong thời gian qua, chúng tôi nhận được rất nhiều thư của bà con nông dân gửi đến, yêu cầu chuyên mục giới thiệu kỹ về đối tượng vật nuôi này, cũng như cung cấp các kỹ thuật nuôi một cách cơ bản nhất để bà con có thể áp dụng làm theo được. Hôm nay, chương trình cùng với nông dân bàn cách làm giàu sẽ đáp ứng phần nào yêu cầu đó của bà con. Nhưng trước tiên, mời quý vị và bà con cùng đến thăm mô hình nuôi ba ba ở tỉnh Hải Dương. Hiện nay, ở các tỉnh phía Bắc nước ta, việc nuôi ba ba đã phát triển khá nhiều và trở thành một nghề đem lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con nông dân. Ở tỉnh Hải Dương, nuôi ba ba đã trở thành phong trào không chỉ tập trung ở một huyện, một xã mà đã lan rộng ra các huyện trong tỉnh với hơn 3.000 hộ nông dân tham gia nuôi. Từ kỹ thuật nuôi ban đầu còn manh nha do người dân tự mày mò tìm hiểu, càng ngày bà con càng có nhiều kinh nghiệm và đến nay từ sản xuất nhỏ đã phát triển thành những mô hình sản xuất lớn. Nghề nuôi ba ba cho thu nhập cao, giúp cho nhiều hộ nông dân xóa được đói nghèo và tiến đến làm giàu. Diện tích hơn 1.500 m² ao này là của gia đình bác Nguyễn Xuân Khu ở xã Hải Tân, thị xã Hải Dương. Gia đình bác có hơn 1.500 con ba ba sinh sản, trong đó có 80 con ba ba gai, còn lại là ba ba hoa. Mỗi loại bác Khu nuôi ở ao riêng để tiện cho việc chăm sóc và quản lý. Bác Khu nuôi ba ba từ năm 1991, đến nay đã được hơn 10 năm nên bác có khá nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Trung bình mỗi năm với đàn giống là 1.500 con, có thể sản xuất ra từ 2 đến 3 vạn con ba ba giống. Chỉ tính riêng tiền bán ba ba giống, gia đình bác đã có một khoản thu không nhỏ. Đây còn là nơi để bà con nông dân mới nuôi đến tham quan và học hỏi kinh nghiệm. Thưa quý vị, thưa bà con, cùng đến thực tế tại khu vực nuôi ba ba nhà bác Khu cùng với chúng tôi hôm nay còn có các chuyên gia về lĩnh vực này cũng như bà con nuôi ba ba ở tỉnh Hải Dương. Xin được giới thiệu với quý vị và bà con, ông Nguyễn Lân Hùng, Tổng Thư ký Hội các ngành sinh học Việt Nam, là người đã có thời gian rất dài gắn với nghề nuôi ba ba. Anh Phạm Văn Tình, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến Nông của tỉnh Hải Dương. Bác Nguyễn Xuân Khu là chủ hộ nơi chúng tôi đang có mặt ở đây. Anh Đinh Bá Cường cũng là người nuôi ba ba ở tỉnh Hải Dương này. Trước tiên, cháu xin phép được hỏi bác Khu ạ. Thưa bác, cháu được biết bác là người nuôi ba ba từ năm 1991. Vậy khi đó, cái thời gian đầu tiên đó, bác bắt tay vào nghề, bác có xác định đây là một nghề có thể tiến đến làm giàu hay là bác chỉ coi nó là một cái nghề phụ như bao nghề khác của nhà nông ạ? Tôi lúc bây giờ vào nuôi ba thì tôi lúc mới về hưu, thì cái mảnh vườn của tôi trước cái chỗ này là nó trồng 25 cây táo. Thì tôi trồng táo thì lúc bây giờ là nó giống táo Giang Lộc thì lúc giờ là cũng có chín mươi đất. Nhưng thực tế là vừa trồng táo vừa nuôi lợn thì một năm chỉ thu được khoảng độ 700.000 thôi. Thế tình cờ tôi lúc bây giờ thấy người ta đồn rằng là nuôi ba ba nó lãi thì hơn cá, thì tôi mới phá 25 cây táo đi, tôi trồng, tôi đào một cái ao, thì chỗ này toàn một cái ao cho tôi ở đây. Thì tôi về nuôi ba thì xác định lúc giờ tôi nuôi là chỉ để nuôi để làm thêm một cái nghề thay nuôi lợn và thay trồng cây thôi. Nhưng mà sau quá trình tôi vào nuôi ba thì cứ dần dần, năm trước thì nuôi lãi ít, năm sau lãi nhiều. Cứ lãi đâu để mua thêm ao đấy. Thì đến lúc mà ao tôi rộng nhất, rộng được khoảng 1-2.000 m² thì mỗi năm tôi thu được, lúc bây giờ tôi thu được 900 triệu một năm tiền lãi. Thưa bác, như vậy là bác nuôi ba ba đã được khoảng 13 năm rồi đúng không ạ? Như bác nói thì cái thời điểm mà ba ba cho cái hiệu quả kinh tế nhất là vào những năm 93, 94 và 95. Khi đó là gia đình bác lãi những 900 triệu đồng khi đã trừ hết chi phí rồi đúng không ạ? Bác thấy là cái tuổi già như bác nuôi ba ba có phù hợp không ạ? Cái tuổi già nuôi ba rất phù hợp vì thực tế cái này việc nó nhẹ nhàng, nó nhàn nhã, nó không mất sức lao động, không phải bê vác cái nặng, chỉ thái mấy con cá xong rồi vứt xuống ao xong cho nó ăn, thế là nằm ngủ chả có gì, đơn giản lắm. Nó chỉ có cái đầu tư thì vốn lên đầu thì nó hơi tốn vốn một tí thôi.
so sánh với các nghề khác của nhà nông thì cái nghề nuôi ba ba này bác thấy như thế nào? Nếu mà hiện nay tôi so sánh ở miền Bắc này, không biết con gì nãi mà con ba ba. Thì con ba ba này đa phần Hải Dương này, nhà ai mà nuôi ba mà chăm chỉ đầu người ta làm giàu cả. Xin cảm ơn bác ạ. Thưa quý vị, thưa bà con, bác Khu là người nuôi ba ba rất lâu và bác có nhiều kinh nghiệm trong việc nuôi ba ba. Đối với bà con nông dân khi mới bắt đầu nuôi ba ba thì kinh nghiệm của bác Khu sẽ giúp ích rất nhiều cho bà con. Và trong các phần tiếp theo của chương trình, bác sẽ trao đổi những kinh nghiệm của bác cùng với bà con. Thưa ông Vân Hùng, còn bây giờ thì xin mời ông nói cho bà con nông dân được biết là con ba ba này có những cái đặc điểm như thế nào ạ? Có lẽ chúng tôi cũng phải nói với bà con cho nó có ngưỡng ngành cái. Chúng tôi không phải là người nuôi ba ba. Năm 1990 thì chính Đinh Bá Cường lên tìm chúng tôi, nghĩa là chúng tôi phụ trách một cái trung tâm của Hội Liên Thanh Niên, chúng tôi phát triển thành viên sinh học. Thì Cường có nêu một nguyện vọng này là Cường có ông bố có nghề bắt ba ba, chuyên lên Cường nghề bắt ba ba. Thế nhưng về biên giới Trung Việt mở, cho nên là bắt ba ba nhiều quá, thì muốn nuôi. Thế nên là chúng tôi cũng không có tài liệu, chúng tôi phải tập trung cả đơn vị đi tìm tài liệu. Rất may là chúng tôi tìm được một tài liệu của Đài Loan. Thì Đài Loan đã nuôi ba ba từ năm 1921. Thì vừa dựa vào cái tài liệu Đài Loan thì chúng tôi bàn với Đinh Bá Cường, thì các cái thử nghiệm nhà Đinh Bá Cường nuôi rất khó khăn, cái ao có độ khoảng 30 mét thôi, nhưng anh em chúng tôi là phải lăn lộn và làm, và không ngờ chỉ trong một thời gian rất ngắn toàn bộ quy trình đã được. Cho nên chúng tôi mới viết thành sách giới thiệu, cuốn sách đó là cuốn ban đầu để giới thiệu cho bà con. Ba ba là loài bò sát, nó trong bộ rùa họ ba ba. Thì trong họ ba ba có nhiều loài. Ở phía Bắc trước đây bà con nuôi đồng bằng thường là con ba ba trên, ở trên miền núi thì con ba ba gai, thì còn Nam Bộ thì con ba ba Nam Bộ. Ba ba Nam Bộ rất là lớn, có thể với vài chục cân. Ba ba thì nó gọi là rùa mai mềm, nó có một cái mai, nhưng mai đó không nó chưa hóa sừng, cái mai là mai mềm. Thì ba ba thì không có được con cái. Phân biệt thì rất là dễ, bà con cứ thấy mình nó bò này, cái con đực thì tôi thấy cái đuôi nó dài hơn, con cái thì đuôi nó không lòi ra khỏi mai. Thì người ta phân biệt được cái là rất rõ. Thực tế gọi là cái đuôi, đó là cái gai rau cấu của nó. Khi bà con nuôi phải hết sức lưu ý là nó, cái miệng nó có răng rất sắc. Nó mà thấy người là nó cắn ngay, mà nó cắn là đứt chảy máu ngay. Thế nhưng mà nó có một cái dở này, vì nó có cái mai, cho nên khi bắt người ta thò tay cầm lấy hai cái kheo chân phía dưới, thật tôi lên. Thì vì cái mai đó, cái cổ nó có thể dài, nó quăng xuống, nhưng không đến được chân sau. Và nó ngược với sau, cũng không đến được cái tay mình bắt. Cho nên khi bắt ba ba là còn nhớ là thò vào hai cái gốc chân sau, ta giữ chặt thì không có gì. Hoặc là ta giữ ngay trên cổ được, thì có thể là không ảnh hưởng đến nó. Thưa ông Vân Hùng, con ba ba ngoài những cái đặc điểm như ông vừa nêu thì nó còn có cái giá trị về dinh dưỡng cũng như là về y học đúng không ạ? Ba ba thì chúng ta nói là chưa bao giờ ba ba rẻ cả. Và hiện nay thì lại càng đắt, vì không phải riêng chúng ta, mà người Trung Quốc, người Đài Loan, người Hồng Kông, rất nhiều nước thích ba ba vì dinh dưỡng nó rất tốt. Cái thứ hai, ba ba là một loại vị thuốc, và bản thân những người cần bồi bổ thì đó là cái nguồn bồi bổ rất là lý tưởng. Vì vậy mà cái việc mà thị trường ba ba ấy, chúng tôi cho là rất là rộng lớn, và cái với cái giá trị của nó, với cái hương vị của nó, đặc biệt của nó, thì hiện nay chúng tôi cho là phát triển nghề nuôi ba ba ở nông thôn là rất phù hợp. Không béo lắm. Một số đặc điểm của con ba ba. Ba ba là loài sống dưới nước nhưng lại đẻ trên cạn. Trong tự nhiên, chúng thường sống trong các khe suối, hồ hay ao nước. Chúng thường ưa sống ở nơi có nhiều bùn. Ba ba là loài thân nhiệt nên mùa đông chúng thường chúi mình xuống bùn để tránh rét. Còn mùa hè khi trời nắng nóng, chúng sẽ ngóc đầu lên khỏi mép nước hoặc trèo lên các bè nổi trên mặt nước để sưởi nắng. Ba ba ưa sống trong môi trường yên tĩnh, những nơi kín đáo, ít có tiếng động mạnh. Thức ăn của ba ba chủ yếu là các loài động vật như tôm, cá, cua, ốc và giun đất. Trên lưng ba ba có một cái mai cứng, chưa hóa xương. Chiếc mai này thực chất là một mai mềm, không có những chiếc vảy bằng chất sừng. Trong đông y, ba ba là một vị thuốc quý. Hiện nay tiêu thụ ba ba khá dễ dàng và bán được với giá cao, nên được nhiều địa phương nuôi để phát triển kinh tế gia đình. Chúng ta vừa thấy những cái đặc điểm của con ba ba cũng như giá trị dinh dưỡng của nó. Ngoài ra thì con ba ba còn có tác dụng rất lớn trong y học. Như ông Hùng vừa nói thì nuôi con ba ba không quá phức tạp,
nhưng điều quan trọng là bà con phải chọn được địa điểm nuôi như thế nào cho nó phù hợp, bởi vì đây là cái loài vật mà nó ưa sống trong môi trường yên tĩnh. Thưa anh Cường, gia đình mình cái diện tích nuôi ba ba có lớn lắm không ạ? Báo cáo là gia đình cái diện tích nuôi ba thì nó cũng không lớn lắm. Diện tích nhà thì hiện nay là có khoảng gần 400 m². Nuôi ba thì nó là một cái nghề nó làm giàu dễ, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó nhàn. Cái thứ ba là nó chỉ có đầu tư vốn là nó lớn một tí thôi. Đấy, còn nhất là phù hợp với những cái người mà về hưu thì nuôi thì tuyệt đẹp. Thưa anh, cái thời điểm mà anh nuôi ba anh cho là có hiệu quả nhất là vào thời gian nào ạ? Nói chung ba mà để mà nuôi có hiệu quả lớn nhất là từ năm 90 giờ ra là thu hoạch cao nhất, cái giá nó cao. Cái thời gian đó thì cái thu nhập của gia đình anh từ nghề ba như thế nào? Nói chung ngày xưa thì gia đình tôi nghèo lắm. Thế từ khi tôi cộng tác với ông Hùng mà để mà nuôi ba thì gia đình trở thành bây giờ là kinh tế rất khá, nuôi được các cháu ăn học vào đại học được cả, là mua được cả nhà cửa cho các cháu. Thưa anh, cái khó nhất mà anh gặp phải trong quá trình nuôi con ba là gì? Anh có thể đưa ra trao đổi cùng các chuyên gia ở đây ạ. Cái nuôi ba thì khó nhất là ban đầu thì mình cũng chưa nắm được về cái nước non này. Thường thường nuôi ba thì nuôi ba cái ao bố mẹ thì ta lên để nước sâu, tầm độ khoảng 1,5 m, 2 m là đẹp nhất. Thế còn nuôi ba con thì ta không nên để nước sâu, mình chỉ cần để được khoảng 80 phân nước là được rồi. Vì nó cơ thể nó bé thì mỗi một lần nó lên xuống thì nó đỡ tiêu hao năng lượng. Cái thứ ba là nuôi ba để mà tăng trọng ấy, thì cứ độ khoảng 1,5 m, 2 m là người ta nuôi tốt rồi. Tốt nhất là cái môi trường nó phải sạch sẽ, làm sao tuần thay nước được một lần là đẹp nhất. Thì là nó nước sạch thì là nó bắt mồi mạnh, là nó nhanh lớn. Anh thấy là ở quanh khu vực nhà anh, bà con nuôi ba có để cái mức nước giống như gia đình anh không ạ? Nói chung là cũng nhiều người nuôi thì cũng giống như thế, nhưng cũng nhiều người không. Nên bây giờ quan trọng nhất vẫn là đòi hỏi là hỏi những các nhà khoa học để họ truyền đạt lại cho nông dân, cho chúng tôi, để chúng tôi nuôi cho nó được thuận tiện. Vâng, xin cảm ơn anh ạ. Thưa bác Khu ạ, còn gia đình bác thì cái mức nước ở ao này bác để là ở mức nước nào ạ? Tôi thực tế trong quá trình tôi nuôi thì cái mức ao ba bố mẹ tôi thì tôi để 1,5 m nước. Thế ao sinh sản tôi ba thịt thì tôi để hơn mét. Thế còn ba con thì tôi vẫn để trong cái chỗ khoảng độ 80-90 phân. Nhưng thực tế tôi đi tham quan một số nơi thì tôi thấy có người thì tôi ra một sâu, thì có người thì để ao rất sâu, có đến thậm chí 2 m, nhưng có người chỉ 7-80 phân thôi. Như vậy người ta lại bỏ nuôi lớn cũng rất lớn. Và cái phần này thì tôi đề nghị xem là anh Hùng và một số các nhà khoa học xem là tầm nào nó tốt hơn. Cho xin cảm ơn bác ạ. Thưa bà con, một thực tế là bà con nông dân nuôi ba hiện nay ở cái ao nuôi, nhiều bà con thì để ở mức nước từ 70-80 cm, có gia đình lại để 1,5-2 m, và gia đình để nước nông thì giải thích rằng là để ba không mất calo khi nhai lên để thở, còn gia đình để nước sâu thì nói rằng đó là môi trường thuận lợi cho ba sinh sống. Cách giải thích nào cũng rất là hợp lý. Vậy xin các chuyên gia có thể giải đáp cho bà con về vấn đề này. Lý do của anh Khu và anh Cường đưa ra cái mức nước của ba như thế, nuôi ba như thế nào cho phù hợp, thì ở đây chúng tôi cũng có thể giải thích thêm với bà con để người ta hiểu rõ thêm. Cái thứ nhất là chúng ta cũng phải nắm được cái từng giai đoạn của con ba mà chúng ta cung cấp nước, cái mức độ chiều sâu cho nó phù hợp. Tôi nói ví dụ cái con ba mới nở thì các hộ gia đình người ta có thể ấp trong thau, trong chậu thì mức nước nó chỉ 15-20 phân thôi. Đấy. Mà khi sau một thời gian nó được khoảng 30g đến 50g một con thì nó lại chuyển sang cái thùng hoặc cái ao nhỏ, mức nước sâu khoảng 60-80 cm là rất phù hợp. Lúc này bởi vì lúc này cái hoạt động của con ba nó chưa trưởng thành cho nên cái nhu cầu nó chưa cần thiết lớn. Thế khi sang đến con ba thương phẩm hoặc con ba bố mẹ thì nó đã trưởng thành, thì đòi hỏi bắt buộc chúng ta phải đưa cái mức nước sâu của ao từ 1,5 m đến 2 m. Chúng ta lưu ý là cái tầng nước càng sâu thì nó giữ được cái ổn định nước ở phần đáy ao rất là tốt. Thế cho nên là trong cái quá trình mùa nắng này, nếu như ao nó nông quá thì nước nó sẽ nóng và ba sẽ chúi xuống dưới, thì cái tầng nước đó nó không đảm bảo cho ba, thì ba dễ bị chết nóng. Hoặc không chết thì nó cũng tiêu hao rất mất nhiều năng lượng, cho nên chúng ta cái tiêu tốn thức ăn đối với con ba là nó rất lớn. Hoặc là sang cái mùa rét thì mùa rét chúng ta thấy cái tầng nước mặt của ao rất là nóng, rất là lạnh, nhưng tầng dưới là nó rất là ấm. Thế thì con ba
nó độ sâu khoảng 1,5 mét thì mùa rét nó sẽ không ăn và nó nằm tận dưới đáy ao thì nó giữ được cái độ ấm như một cái mái nhà. Thưa anh Tình, khi bắt tay vào nuôi ba thì bà con cần chuẩn bị ao nuôi như thế nào ạ? Con ba nó liên tục có cái xu hướng tức là chui xuống bùn, cho nên chúng ta phải xây cách cái lớp bùn của đáy ao xuống khoảng 1/2 mét để ba khỏi đào nó vượt ra ngoài. Cái thứ hai là cái lớp đáy ao. Đó. Bình thường những cái ao mới chúng ta đưa vào nuôi năm đầu tiên thì cái đáy ao chưa vấn đề gì lớn, nhưng những cái ao mà đã nuôi khoảng 2-3 năm thì quá trình tích lũy của cái sản phẩm chúng ta nuôi là nó sẽ, cái sản phẩm thải của ba nó sẽ lắng đọng, mà đó là một trong những nguồn gốc gây ra mầm bệnh. Đấy, thế thì chúng ta cũng lưu ý hàng năm chúng ta phải có kế hoạch nạo vét và chúng ta thay bùn, hoặc chúng ta đưa lớp đất màu hoặc đất xa để tạo ra một cái lớp đáy tầm khoảng từ 15 đến 20 phân để cho ba nó sau khi ăn xong là chúng có thể là chu rúc dưới đáy bùn nằm nghỉ ngơi. Xin cảm ơn anh ạ. Thưa ông Lân Hùng, về cái việc mà chuẩn bị ao để nuôi ba thì ông có những cái lưu ý gì cho bà con nông dân ạ? Điều đầu tiên là chúng ta nuôi là trong ao nước ngọt chứ không phải ao nước mặn. Ví dụ như là ao đây chúng ta thấy là cái ao này là rất tốt rồi. Cái nguồn nước này nếu bẩn mà chúng ta thay được thì rất là tốt. Ví dụ như đây vào khu là mỗi một tháng thay một lần có thể thay từ 20-30% nước. Cái thứ hai bà con thấy đây này, chúng tôi đưa đào tây vào, không nên đưa kín đào tây mà đưa một phần để cho cái chỗ có ánh sáng vẫn xuống được nước. Nhưng đào tây chúng ta có mấy việc, có mấy tác động. Thứ nhất, đào tây là một cái loại mà nó lọc bẩn rất là tốt, nó hút bẩn rất là tốt. Thì các bạn thấy là ao mà nuôi đào tây như thế này thì nước là rất trong. Cái điểm thứ ba là cái mà có lẽ là tốt nhất là các bạn thấy là phải xây dựng. Ở Hà Nam thì bây giờ các bà con có cái sáng kiến này, những cái gia đình nghèo người ta chỉ lấy cái fibro xi măng đào ao xong lấy ngói fibro xi măng ngán xung quanh cách bề trên độ khoảng 60 cm mà hơi nhiều bên trong tí là ba không ra được. Thì cái đầu tư ấy thì rất là nó cũng hơi tạm bợ, nhưng mà trong điều kiện người nghèo là có thể làm được. Trong cái khu nuôi này bà con nên để một số cái miếng gỗ hoặc là bệ tre vân vân để cho nó bò lên, nhất là ngày nắng này nó thích sưởi nắng lắm, cho nên cái khu nuôi cũng phải tĩnh. Bà con đừng bố trí chỗ nuôi mà gần đường gần xá, động cái nó chạy xuống ngay, và bà nó cần cái chỗ là tĩnh, và khi nó ngoan lên nó làm thế đấy rồi thì chúng ta lại đừng có vui vẻ quá ra vỗ tay hoan nghênh như nó chạy xuống, cốt để cho nó nghỉ ngơi nằm phơi nắng là rất là tốt. Tùy theo quy mô, địa hình và điều kiện kinh tế của mỗi gia đình mà bà con có thể áp dụng các phương pháp và hình thức xây dựng ao nuôi ba khác nhau. Nhưng về nguyên tắc, thành tường ao phải chắc chắn và cắm sâu vào đáy ao. Thành tường nên nêu cao hơn mặt nước từ 40-50 cm. Trên đó có gờ nhô vào phía lòng ao khoảng từ 10-12 cm nhằm chống ba vượt ra ngoài. Bà con nên bố trí ao nuôi gần nơi có nguồn nước sạch, có hệ thống dẫn thoát nước dễ dàng. Vì ba là loài nhút nhát nên môi trường nuôi phải yên tĩnh, sạch sẽ, ba sẽ ăn nhiều và lớn rất nhanh. Đối với ao nuôi, nếu không có điều kiện thay nước thường xuyên, cần phải xử lý bằng cách ở đáy ao, bà con đổ lớp cát pha hoặc bùn có độ dày từ 20-35 cm, thả bèo tây chiếm 2/3 diện tích ao và thả ốc vặn ở đáy ao. Như vậy, bèo và ốc sẽ làm sạch ao, không để cho nước thối bẩn. Một điều không thể bỏ qua ở khu nuôi ba, đó là cần tạo cho ba chỗ nghỉ ngơi và phơi nắng. Bà con có thể đặt những tấm gỗ mỏng hoặc những phên nứa lên trên mặt ao. Vào những ngày nắng nóng, ba sẽ bò lên đó để phơi nắng. Đây là yếu tố giúp cho ba có quá trình sinh trưởng tốt hơn. Thưa bà con, hiện nay hầu hết các hộ nông dân nuôi ba đều tự sản xuất được giống ba, do vậy đây cũng là điều rất là dễ dàng đối với bà con khi bắt đầu tiến hành nuôi mới thì việc mua giống không khó khăn nữa. Như gia đình bác Khu, gia đình anh Cường ở đây đều tự sản xuất được giống. Thưa anh Cường, anh là người rất có nhiều kinh nghiệm trong cái việc mà nuôi ba, xin được hỏi anh là con ba ấy một năm nó đẻ bao nhiêu lứa? Con ba này thì nếu mà nói thì nó đẻ chu kỳ đẻ của nó là từ mùa xuân, tức là lập xuân là giả ra là ba là bắt đầu là tìm ổ đẻ này, mà là đẻ cho đến khi mùa thu là dừng,
Đây là một năm của nó đẻ tới đến 3-4 nữa. Thưa anh, thường một con ba ba nó mỗi lần đẻ là cho bao nhiêu trứng ạ? Một con ba ba của ba ba ta của mình ấy, là ba ba trơn ấy, thì nó đẻ thường thường, nếu mà con nào đẻ tốt một năm của nó được 40 trứng. Gia đình anh thì thường ghép đôi cho ba ba như thế nào ạ? Gia đình tôi thì qua cái tài liệu mê sách vở thì chủ yếu là cái kinh nghiệm ban đầu thì là cứ một con đực thì hai con cái, thì mình ghép như thế thì thấy nó đẻ và nó nở là cũng vẫn là chuẩn. Thế còn nhiều hộ gia đình thì cũng ghép là một đực một cái. Thế bây giờ quan trọng nhất là chúng tôi muốn xin hỏi các cái nhà khoa học như chỗ anh Tình thì cho biết để họ nông dân chúng tôi nuôi sau này nó chuẩn hơn. Một con ba ba đực có thể nó giao phối với được nhiều con ba ba cái. Thì về mặt thực tế và cái đặc điểm của chúng thì chúng tôi cũng khuyến cáo bà con chúng ta nên ghép một đực, một ba ba đực với hai ba ba cái, hoặc đối với những hộ nào mà nuôi chăm sóc tốt thì có thể chúng ta ghép hai ba ba đực và năm con ba ba cái. Thì chúng tôi cũng khuyên bà con nên chọn những ba ba, đối với ba ba hoa ấy, ba ba trơn thì nên chọn cái cỡ từ 1,5 cân đến 2 cân là đưa vào làm đảm bố mẹ, và nó được khoảng độ 4-5 tuổi là tốt nhất. Và sau khi đẻ khoảng 5-6 năm thì chúng ta có thể tìm cái biện pháp chúng ta thay thế cái đàn ba ba mới. Thì như thế cái chất lượng con giống đưa ra nó sẽ đảm bảo và cái năng suất chúng ta nuôi sẽ đạt được cái hiệu quả cao nhất. Vâng, xin cảm ơn anh ạ. Và bây giờ mời quý vị và bà con cùng đến thực tế tại khu vực sản xuất giống ba ba. Khi nuôi ba ba sinh sản, được từ 2 đến 3 năm tuổi, chúng có thể ghép đôi. Do vậy, bà con cũng cần chuẩn bị chỗ cho ba ba đẻ. Ba ba là loài đẻ trên cạn. Thông thường, ở những hộ nuôi ba ba sinh sản, bà con xây nhà đẻ cho ba ba ngay cạnh ao nuôi. Từ mặt nước lên nhà đẻ không quá chênh lệch về độ cao, cần tạo lối lên xuống dễ dàng cho ba ba. Vào mùa đẻ, ba ba sẽ bò lên bờ, tìm nơi có cát hoặc đất xốp để đào lỗ và đẻ trứng. Trong nhà đẻ, bà con cần đổ một lớp cát có độ dày từ 15-20cm. Trong nhà đẻ, nên ngăn làm nhiều ô riêng biệt. Bà con chỉ mở một cửa cho ba ba vào đẻ ở một ô. Khi ô đó đã có nhiều ba ba lên đẻ rồi, thì đóng cửa lại và mở ô cửa thứ hai. Cứ như vậy, ba ba vào đẻ sẽ không chồng chéo lên nhau. Thưa bà con, tôi đang có mặt tại khu nhà đẻ trứng của ba ba. Những con ba ba sẽ lên nhà này đẻ trứng, sau đó nó vùi trứng xuống các sâu và xuống ao. Những quả trứng này, theo kinh nghiệm của bác khu, chủ hộ nuôi ba ba ở đây, thì sau khi ba ba đẻ được 5 ngày, sẽ đưa những quả trứng này vào nhà ấp để nở thành những con ba ba con. Ở nhiệt độ khoảng 30 độ C thì sau 50 ngày trứng sẽ nở. Trong khu ấp nở, cần để một chậu nước nhỏ hoặc một bát ô tô đựng đầy nước. Bởi ba ba con sau khi nở sẽ tìm ngay đến nước, thiếu nước chúng rất khó sống. Sau đó, bà con có thể bắt những con ba ba mới nở cho vào bể nuôi đã được chuẩn bị sẵn. Chúng có thể tự kiếm ăn ngay và sinh trưởng bình thường. Thưa bà con, khi đã có con giống tốt rồi thì điều quan tâm tiếp theo đó là việc quản lý chăm sóc đàn ba ba như thế nào. Và kinh nghiệm lâu năm của các hộ nông dân nuôi ba ba ở đây sẽ giúp ích cho bà con. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu. Thưa bác Khu ạ, hiện nay cái khu vực nuôi ba ba của gia đình bác ấy, thì bác thường thả ba ba với mật độ như thế nào ạ? Bao nhiêu con trên một mét vuông ạ? Gia đình tôi nuôi ba ba thì tôi cái loại ba ba bố mẹ thì tôi thả một mét vuông một con. Thì còn cái loại mà nuôi ba ba thương phẩm tôi nuôi một mét vuông hai con. Cái cách chăm sóc ba ba của gia đình ta như thế nào ạ? Trong quá trình nuôi cho ăn rồi thì kiểm tra thức ăn là không thừa, vừa đủ thôi. Thường gia đình bác ấy thì sử dụng loại thức ăn gì cho ba ba? Con ba ba thì nó ăn thức ăn thủy sản nó tốt nhất, về cá, giun, ốc, tôm, tép, cái gì nó ăn cả. Thế hiện nay là cá đắt thì hiện tôi chuyển sang cho ăn ốc vàng. Nhưng tôi đi tham quan một số miền núi như cái vùng Yên Bái chẳng hạn thì người ta thức ăn rất hiếm, người ta cho ăn bằng da trâu, da bò, thậm chí có nhà người ta cho là ngô,
để phát triển cái dàn ba ba đồng đều cho các nơi thì tôi đề nghị các nhà khoa học, các bác nghiên cứu xem là ở trên miền núi chế biến cái thức gì ăn cho nó thích hợp để cho người ta nuôi, cho vùng người ta nuôi nó phát triển tốt, thì tôi đề nghị các bác sẽ nghiên cứu xem nhà. Vâng, xin cảm ơn bác. Như vậy là bác Khu là người nuôi ba ba ở đồng bằng, nhưng mà bác muốn thay lời cho bà con nông dân ở miền núi nuôi ba ba hỏi về vấn đề thức ăn. Có thể thay thế thức ăn bằng cá, bằng cua, bằng thức ăn công nghiệp hoặc là loại thức ăn nào khác phù hợp với bà con nuôi ba ba ở miền núi hay không? Về vấn đề này, chúng tôi xin mời các chuyên gia trả lời tiếp ạ. Xin mời ông Lân Hùng ạ. Rõ ràng là miền núi thì vấn đề lấy cá để mà nuôi ba ba là khó rồi, cho nên nuôi ít. Thì chúng tôi đã khuyến cáo nhiều nơi có hai cách. Thứ nhất là chúng ta tạo ra cái nguồn thức ăn động vật bằng cách ví dụ là ốc sên chẳng hạn. Ốc sên thì bây giờ chúng ta nhặt trong rừng rất nhiều rồi, nhưng ốc sên nuôi rất dễ. Ta đào hố sâu thì các bà con lấy cái thân thúi xé ra để ở đấy đầy thúi, ốc sên để rất là nhanh, nó rất là nhanh ăn lá lẩu thôi thì ốc sên cũng được. Chúng ta đang nữa làm cái thứ hai rất phổ biến ở đây là vì miền núi rất nhiều đại gia súc, bà con nên nuôi giun đất, ví dụ loài giun quế mà chúng tôi đang khuyến cáo đấy, điều kiện là phân rất là nhiều, rất là sẵn, bà con nên đưa vào nuôi. Cái thứ ba là các đơn vị khoa học, giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Tài Lương, một chuyên gia đầu ngành về dinh dưỡng, ông đang nghiên cứu cái thức ăn tổng hợp, tức là từ bột cá, từ các sản phẩm từ đậu đỗ, ông tạo ra cái thức ăn cho bà ba, và các thử nghiệm ban đầu cũng đã là có rất hiệu quả. Thì tất nhiên phải cần thời gian, chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành được cái thức ăn tổng hợp để làm sao bà con nuôi bà ba không những ở miền núi mà ngay miền xuôi nữa, và những ngày khó khăn chúng ta có thể sử dụng thức ăn tổng hợp để nuôi con ba ba. Vâng, xin cảm ơn ông ạ. Thưa bà con, như vậy là loại thức ăn dầu đạm, thức ăn tổng hợp, các nhà khoa học đang nghiên cứu và sản xuất ra loại thức ăn này để phục vụ cho bà con nuôi ba ba, và hy vọng sẽ có trong một thời gian ngắn nhất. Còn bây giờ chúng ta cùng đến tham khảo cách chế biến thức ăn cho ba ba của gia đình bác Khu. Ba ba có thể ăn được nhiều loại thức ăn khác nhau như cá mè, cá diếc, cá rô và các loại thủy sản khác. Với nhiều bà con có kinh nghiệm nuôi ba ba thì thường chọn ốc làm thức ăn cho ba ba. Bởi như bà con tâm sự, loại thức ăn này dễ kiếm, lại rẻ hơn so với các loại khác. Do vậy hiệu quả chăn nuôi sẽ cao hơn rất nhiều. Gia đình bác Khu cũng sử dụng ốc làm thức ăn cho ba ba. Với hơn 1.500 mét vuông ao nuôi ba ba, số lượng thức ăn phải chuẩn bị trong một ngày cũng không phải là nhỏ. Hầu như các thành viên trong gia đình bác Khu cũng tham gia vào công việc này. Những con ốc sẽ được đập vỏ, lấy nhân làm thức ăn cho ba ba. Thưa bác Khu, khi mà bác đập những con ốc này để lấy nhân cho ba ba ăn ý, thì bác có phải chế biến qua không hay là cứ như này cho nó ăn trực tiếp ạ? Năm ngoái tôi cho ốc luộc ra thì thấy ba ba chậm lớn hơn là ốc đập này cho ăn. Ốc đập này cho ăn ngay thì nói chung là nó không mất một tí chất nào. Ốc thì nó rẻ thôi, rẻ lắm. Một cân cá mè hiện nay ở Hải Dương người ta bán là 6.000 một cân. 6.000 cân thì là trừ đầu, trừ đuôi, trừ đi thì phải lên giá thành một cân có thể mất 7-8.000. Tại như cân ốc như thế này chúng tôi làm đây thì mất có 1.200 một cân ốc. Thì chúng tôi mà làm sạch như thế mất chỉ có 3.600 một cân cân ốc nhân thôi. Thì một cân ốc nhân thì nó không mất đầu mất đuôi, nói chung là tiết kiệm được số men cá mất vào khoảng độ 1/3. Vâng, có nghĩa là cho ba ba ăn bằng cái loại thức ăn là ốc như thế này nó rẻ hơn rất nhiều so với các loại thức ăn khác như là cá mè, đúng không ạ? Với cái loại thức ăn là ốc như thế này thì mình phải đập qua, đúng không ạ? Mình lấy nhân và cho ba ba ăn. Và gia đình bác thì các mọi người cũng tham gia vào công việc này chưa ạ? Cái con ốc này thì ngày hôm trước thường thường là chúng tôi cứ đặt mua, là ngày hôm trước người ta mang đến hơn tạ ốc, thì sáng ra tập trung cả gia đình tôi, vợ tôi, con cái tôi tranh thủ thời gian để làm vào lúc sáng sớm hoặc chiều tối rồi. Vâng, và thưa bà con, đây là bác Khu gái, hiện nay bác cũng đang chuẩn bị thức ăn để cho ba ba. Thưa bác ạ, bác thấy là cái công việc này có tốn nhiều công sức không ạ? Thức ăn cho ba ba này, ốc này tốn rất là ít thời gian. Mỗi ngày là gia đình mình mua khoảng bao nhiêu kg ạ? Mỗi ngày gia đình nhà tôi mua mất 1-2 ốc ạ. Vâng. Sau đó thì về rửa sạch đi và đập lấy nhân như thế này ạ? Vâng, sau khi là gia đình tôi đập ra thì nhặt nhân này để cho ba ba ăn, còn cái đít ốc này để nuôi vịt.
ốc là thức ăn ưa thích của ba ba. Với loại thức ăn này, bác Khu cho ba ba ăn sống, không qua chế biến. Hàng ngày, bác thường cho ba ba ăn vào buổi sáng và vào một giờ cố định, và ở mỗi một ao, bác cũng chọn địa điểm cố định cho ba ba ăn. Theo bác, như vậy sẽ tạo cho ba ba có được phản xạ, thói quen tốt, và việc chăm sóc, quản lý ba ba sẽ thuận lợi hơn. Thưa bà con, cũng như các vật nuôi khác thì con ba ba cũng thường mắc phải một số bệnh làm thì ảnh hưởng đến quá trình chăm sóc nuôi dưỡng cũng như thiệt hại đến kinh tế của bà con nông dân. Tiếp theo đây, chúng ta sẽ cùng đến thực tế tại một điểm nuôi ba ba ở xã Thái Thịnh, huyện Kinh Môn của tỉnh Hải Dương, gặp gỡ với tiến sĩ Bùi Quang Tề, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1 để tìm hiểu một số bệnh cũng như cách phòng tránh những bệnh này của ba ba. Môi trường nuôi dưỡng ba ba hết sức quan trọng. Nếu ao nuôi không được vệ sinh thường xuyên, nhiều chất dư thừa sẽ tích tụ ở đáy ao, gây ra ô nhiễm môi trường nước. Như vậy, ba ba không chỉ chậm phát triển mà còn nhiễm nhiều chứng bệnh do vi khuẩn gây nên, như bệnh nhiễm trùng lở loét hay bệnh do sinh vật bám. Những bệnh này sẽ gây thiệt hại không nhỏ đến kinh tế của người chăn nuôi. Do vậy, việc phòng bệnh thường xuyên cho ba ba là hết sức quan trọng. Xin giới thiệu với quý vị và bà con, đây là tiến sĩ Bùi Quang Tề ở Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1. Còn bên cạnh tôi là bác Nguyễn Tôn Phúc ở xã Thái Thịnh, huyện Kinh Môn của tỉnh Hải Dương. Thưa bác Phúc ạ, gia đình bác là nuôi ba ba từ bao giờ bác nhỉ? Thưa chị, gia đình tôi nuôi ba năm nay là 10 năm. Vâng. Bác thấy là trong quá trình nuôi ba ba thì con ba ba nó thường hay mắc những bệnh gì hả bác? Trong quá trình tôi nuôi ba ba thì khi mà đầu tiên tôi nuôi ít thì nó cũng không có bệnh đâu. Nhưng mà sau khi mà thị trường phát triển ấy, thì tôi nuôi nhiều, nuôi tức là năng suất cao cho nên nó mắc một số cái bệnh, ví dụ như là bệnh này, bệnh chúng tôi gọi là bệnh bã đậu. Thế còn cái bệnh nữa mà nó rắn hai cái lườn này thì chúng tôi gọi là cái bệnh khô mỡ. Bệnh thứ ba là cái bệnh mình nó vẫn còn nguyên, thế mà bụng cũng vẫn nguyên, thế nhưng mà cái cổ nó sưng. Và cái bệnh thì rất là nhanh chết, thế mà lại lây nữa. Như vậy là trong quá trình nuôi, gia đình bác cũng nuôi ba ba thì con ba ba cũng thường mắc một số bệnh. Thưa bác, là con ba ba mà bị bã đậu như thế này thì gia đình bác đã dùng cái thuốc gì để chữa cho nó chưa? Những con ba ba bị bã đậu như thế này thì giả sử như là nó còn nhỏ, nó chưa vào xương thì tôi gậy nó ra dùng oxy đổ vào. Dùng oxy đổ vào xong lại thả ngay thì nếu mà bị nhỏ là khỏi. Thế nhưng mà thế này là không khỏi. Thế này bệnh nó đã phát triển quá lớn rồi đúng không ạ? Nó xuyên thủng xương rồi, nó không khỏi. Vâng. Hôm nay là có tiến sĩ Bùi Quang Tề ở Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản về đây. Thực tế tại gia đình bác thì chắc hẳn là tiến sĩ sẽ cho bác một số kinh nghiệm để điều trị một số loại bệnh cho ba ba. Thưa tiến sĩ Tề, với những con ba ba mà đang bị bệnh bã đậu như là trường hợp của gia đình bác Tôn, con ba ba đang mắc bệnh bã đậu như thế này thì cần phải khắc phục bằng cách nào ạ? Kính thưa bà con, đối với ba thì nó có rất nhiều các loại bệnh. Ví dụ đây là một trong những bệnh điển hình của con ba. Thì chúng ta phải tìm xem cái nguyên nhân chính của nó dẫn đến cái bệnh như thế nào. Ví dụ đây là bệnh bã đậu, có thể nó do môi trường xấu, nó làm ví dụ như là các cái chất độc ở dưới đáy ao, H2S rồi nitrit, rồi ammoniac, nó do cái quá trình cho ăn mà chúng ta thức ăn thừa và phân của ba nó thải ra, nó làm cho ba bị nhiễm các chất độc này, đồng thời kết hợp một số các cái vi khuẩn ở trong nước nó sẽ gây nhiễm trùng ở trong ba. Chúng tôi gọi là bệnh lở loét hay là bệnh bã đậu. Thì nếu nhìn ba thì chúng ta sẽ nhìn thấy những cái vết loét ở trên mai của nó hoặc là dưới phần bụng của nó có vết loét như thế này. Đấy là nhìn bằng trên ba, những cái biểu hiện của ba ở trong ao nó khác. Có ba trong ao thường nó bơi lên tầng mặt và nó có thể là thích bơi lên những cái sàn hoặc những cái bệ để nó trèo lên. Vì bản thân ba là khi bị cái bệnh này là nếu bị nặng là phổi có thể bị đen,
ba ba thì nó thở ống phổi, nó phổi nó lên, nhưng ba ba rất khó thở, không nằm ở dưới đáy được. Thứ hai là có thể bị viêm một số các chân, kể cả cái cổ cũng có thể viêm. Đó là những cái dấu hiệu mà nó xuất hiện nhé. Đối với cái ao nhà bác còn nuôi mà nó bị những cái bệnh bá đậu như thế này thì bác có thay nước hoặc là có xử lý cái ao nhà nước nhà bác này không? Khi mà tôi đã phát hiện ra cái bệnh này thì nếu mà nó ít ý, thì cứ còn nào nó lên chỗ cao là tôi vồ được người tôi chữa. Thế nhưng mà khi nó đã nhiều thì tôi bắt nó sang ao khác và tôi xử lý đáy ao bằng vôi bột và thuốc xanh. Sau đó tôi để một tuần thì lại tiếp tục bỏ cái này xuống, khi con nào quá bệnh là tôi loại. Muốn chữa được cái bệnh này thì chúng ta phải chữa tận gốc. Nếu chúng ta thí dụ như bác có dùng một số các cái thuốc hoặc oxy gà bôi lên đây, nếu nó nhẹ thì có thể nó khỏi, nhưng nếu chúng ta lại thả quay lại ao thì nó lại bị bệnh lại. Nên bắt buộc chúng ta đầu tiên là chúng ta phải dọn ở đáy ao trước, tức là có rất nhiều phương pháp, nên làm thế nào là thay nước, rút nước ở đáy ao đi, xong rồi cho nước sạch vào, hoặc người ta dùng một số các cái chế phẩm vi sinh để làm cho trong sạch được đáy ao, thì đấy là làm môi trường nó sạch. Thì sau rồi có thể là dùng các biện pháp như bà con người bà đã dùng, ví dụ là người ta có thể dò nước oxy ra ở đây để khử trùng, hoặc là chúng ta có thể dùng một số các cái kháng sinh trộn với mỡ lợn, ta bôi lên những cái vết lết này, tức là cạo sạch cái xong ta bôi luôn đấy. Thì kháng sinh này là một số kháng sinh, ví dụ rifamycin là một cái thuốc màu đỏ, có thể là trộn với mỡ lợn ta chấm lên cái này cũng có thể khỏi được. Bệnh nhiễm trùng lở loét hay còn gọi là bệnh bã đậu ở Ba Ba. Bệnh này thường xuất hiện vào mùa xuân và mùa thu khi thời tiết chuyển mùa. Những con Ba Ba bị bệnh này thường bơi trên tầng mặt của ao. Con nào nặng, phổi sẽ bị đen nên rất khó thở. Trên bụng và mai của Ba Ba xuất hiện những vết lở loét. Chân và cổ bị viêm, tấy sưng lên. Khi phát hiện Ba Ba bị bệnh này, bà con cần phải chuyển Ba Ba ra khỏi ao để chữa trị riêng. Bà con có thể dùng một trong các loại thuốc kháng sinh sau để điều trị cho Ba Ba, như thuốc enteroflosaxin, rifamycin, oxytetracycline. Bà con pha với liều lượng từ 20 đến 50 gram cho 1 mét khối nước và tắm cho Ba Ba trong thời gian từ 1 đến 2 giờ đồng hồ. Bà con cũng có thể trộn một trong các loại thuốc kháng sinh này với mỡ lợn và bôi trực tiếp lên vết loét. Sau đó, để Ba Ba trên cạn khoảng từ 30 đến 60 phút mới cho Ba Ba xuống nước. Bà con bôi từ 2 đến 3 lần và nên bôi cách này. Thưa tiến sĩ, ngoài một số bệnh chẳng hạn như bệnh lở loét hay còn gọi là bệnh đã bã đậu, rồi là bệnh bướu cổ da, thì con Ba Ba mà bà con nuôi ở ao nhà ấy, thì còn thường mắc một số bệnh nào khác nữa không? Xin tiến sĩ khuyến cáo luôn cho bà con. Đối với Ba nuôi thịt thì ở giai đoạn cuối, tức là giai đoạn mà chuẩn bị thu, thì Ba Ba nó sẽ có rất là xuất hiện một số các cái bệnh. Như nãy tôi nói là cái bệnh nhiễm trùng vào trong máu là sưng cổ, hoặc là cái bệnh gọi là sưng phổi, phổi nó bị đen hết, khi mổ Ba Ba đen hết, thì cái bệnh này Ba Ba liền chết rất là nhanh. Cũng như chúng ta biết là gần như nó viêm phổi, thì mà đặc biệt là vào khoảng cuối mùa thu hoặc đầu mùa xuân hay bị cái bệnh này. Cái bệnh này nó cũng là do nhiễm trùng một số các vi khuẩn gây bệnh sưng phổi ở Ba Ba. Nhưng mà nếu còn Ba Ba giống, ta thả Ba Ba giống thì thường xuất hiện một số các cái bệnh gọi là sinh vật bám. Sinh vật bám nó có thể là do một loạt là nó nấm, là một số các cái ký sinh trùng đơn bào nó bám trên con Ba Ba. Nó có thể là nhỏ nhưng mà có thể là màu trắng, người ta gọi là bệnh Ba Ba là quấn khăn trắng, tức là trên Ba Ba có thể nhìn thấy bằng mắt thường nó trắng. Thì cái bệnh này do sinh vật bám, cũng do nguồn gốc từ ở đấy ấy, đáy ao và nguồn nước nó bị ô nhiễm. Cái việc mà xử lý môi trường nước trong ao nuôi Ba Ba thì bà con nên phải làm như thế nào ạ? Tiến sĩ có thể khuyến cáo luôn cho bà con. Đối với xử lý môi trường nước trong ao nuôi Ba Ba thì chúng ta phải dùng ba cái biện pháp. Biện pháp thứ nhất là ta dùng bằng cơ học, là bà con là cố gắng phải thay nước thường xuyên. Thay nước là thay nước đáy, xong ta thêm nước vào.
và nếu đến giai đoạn cuối nuôi ba thì chúng ta có thể hút bớt cái bùn tầng mặt được đi thì càng tốt. Đấy, gọi bằng cơ học đây là ta đưa các cái nước bẩn, nước ô nhiễm ở thể đeo lên. Còn bằng biện pháp thứ hai là biện pháp hóa dược thì chúng ta có thể dùng là thường xuyên như bà con đã dùng là dùng một số các loại vôi đưa xuống ao thường định kỳ để nó hút tất cả các cái chất bẩn lại. Thứ ba là bằng biện pháp sinh học. Sinh học thì đơn giản nhất bà con ở khu vực này đã làm là dùng các cái bèo tây và chúng ta thả ra ao là nó hút tất cả các cái chất độc và các cái chất bẩn lại. Trong sinh học là ta có thể thả một số các cái mè, clorophy vào trong ao để nó ăn bớt tất cả những cái thức ăn thừa của bà. Còn một cái nữa nó muốn làm cho nó chết đẻ hơn thì chúng ta có thể dùng một số các cái chế phẩm sinh học, vi sinh vật là trong đó các cái enzyme nó phân hủy. Ví dụ như đây là một cái chế phẩm mà xử lý mùi hôi và cái chế đáy ao của một trong những công ty. Cái chế phẩm này nó rất là tốt là cái gì, khi đưa xuống dưới ao thì nó sẽ phân hủy rất nhanh tất cả những cái thức ăn thừa và phân bò ba, và nó khử tất cả những cái mùi hôi do thí dụ như ammoniac, do khí H2S và cả do nitrit, nó khử rất là nhanh. Thí dụ một gói này ta có thể dùng cho được 5.000 khối. Thưa tiến sĩ, với cái chế phẩm như thế này bà con nông dân có thể mua được một cách dễ dàng không ạ? Đối với cái chế phẩm này thì đối với bà con nông dân thì mua rất dễ thôi, vì đặc biệt là cái vùng nuôi tôm thì người ta sẽ bán rất nhiều cái này, hoặc liên hệ với các cái cơ sở thí dụ như trung tâm khuyến nuôi là người ta biết, hoặc các cái viện nghiên cứu là người ta biết được cái chế phẩm này. Vệ sinh ao nuôi ba ba. Sau một năm, bà con cần phải tháo cạn nước ở ao nuôi, vét bùn đáy ao, sau đó phơi khô và khử trùng đáy ao bằng vôi nung. Bà con cần định kỳ thay cát mới cho đáy ao, xử lý các mầm bệnh có ở bèo tây bằng nước muối từ 3 đến 5% và khu nuôi ba ba cần phải có nơi để ba ba lên phơi nắng. Thưa bác Trung, với các khuyến cáo mà tiến sĩ Tề vừa trình bày thì bác thấy là gia đình mình có thể thực hiện được một cách dễ dàng không ạ? Với cái khuyến cáo mà tiến sĩ Tề vừa ấy trình bày thì gia đình cũng thực hiện được. Và chắc hẳn là bác sẽ làm ngay chứ ạ? Vâng, vâng. Vâng, cháu xin cảm ơn bác ạ. Xin cảm ơn tiến sĩ Tề đã đến thực tế cùng chúng tôi. Thưa quý vị, thưa bà con, vừa rồi tiến sĩ Bùi Quang Tề ở Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1 đã khuyến cáo cùng bà con một số bệnh thường gặp ở ba ba cũng như cách phòng chữa một số bệnh này. Chắc hẳn qua chương trình này, qua phần trao đổi vừa rồi thì bà con đã có thêm những kinh nghiệm để làm sao nuôi đàn ba ba của gia đình mình đạt hiệu quả hơn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến một số mô hình nuôi ba ba khác với các nội dung tiếp theo của chương trình. Một điểm nuôi ba ba nữa đạt hiệu quả mà chúng tôi muốn tiếp tục giới thiệu đó là xã Đại Đồng, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Nuôi ba ba ở đây đã trở thành một nghề thu hút đông đảo bà con tham gia. Toàn xã có khoảng 450 hộ nông dân tham gia nuôi ba ba với tổng số ao lên đến 650 cái. Hiện tại, những ao hồ lớn nhỏ trong xã đều được tận dụng để nuôi ba ba. Gia đình anh Nguyễn Công Duy là một trong những hộ nông dân nuôi ba ba đầu tiên trong xã. Năm 1997 là thời điểm anh bước vào nghề này. Khi ấy còn thiếu vốn, thiếu kỹ thuật, tự mày mò tìm hiểu. Đến nay, anh đã là một trong những người có nhiều kinh nghiệm nuôi ba ba trong xã. Gia đình anh không chỉ có nguồn thu nhập cao, ổn định từ những ao nuôi ba ba thương phẩm, mà còn có nguồn thu từ việc sản xuất ba ba giống. Đầu tiên là tôi xây cái ao bên kia là 168m2 ấy, thì xây lúc bấy giờ nó chỉ hết khoảng 5 triệu thôi. Đấy. Thế và coi như đầu tư giống vốn vào mất khoảng vào hơn 2 triệu. Đấy. Sau đó là chúng tôi cứ nhân dần lên và chúng tôi lại xong khi có hiệu quả là thì chúng tôi lại tiếp tục xây cái ao to bên này. Tôi khuyên bà con là thực tế là bây giờ nên phát triển, đấy, tận dụng được mặt nước ao hồ của trong gia đình nhà mình, và hai nữa là nuôi cái này nó có hiệu quả cao. Đấy. Hơn so với chăn nuôi như tất cả những con khác. Nhờ sự tạo điều kiện của các cấp lãnh đạo địa phương về nguồn vốn cũng như có chính sách cởi mở mà việc phát triển nuôi con ba ba đặc sản của bà con nông dân trong xã đã thuận lợi hơn rất nhiều. Nuôi ba ba ở xã Đại Đồng đã trở thành phong trào không chỉ xóa đói giảm nghèo mà còn giúp cho nhiều hộ nông dân tiến đến làm giàu một cách nhanh chóng nhất. Đối với địa phương thì
chúng tôi cũng ưu tiên là tập trung cái nguồn vốn ở các cái ngân hàng của nhà nước nói riêng, thế và cái quỹ tín dụng nhân dân địa phương thì chúng tôi cũng có hướng là tiếp tục phát triển và tạo điều kiện hỗ trợ cho bà con nông dân để mà phát triển cái con ba ba. Nó là cái hàng hóa, thế và đặc biệt là chúng tôi làm giàu về con ba ba chứ không phải là xóa đói giảm nghèo nữa. Thưa quý vị, thưa bà con, điểm tiếp theo chúng tôi đến thực tế tại đây đó là hộ gia đình của anh Phạm Bá Trung ở xã Thái Thịnh, huyện Kinh Môn của tỉnh Hải Dương, và xin giới thiệu với bà con, đây là anh Phạm Bá Trung. Còn ở bên cạnh tôi có mặt trong phần tiếp theo của chương trình này đó là ông Nguyễn Văn Tịnh, là phó chủ tịch hội nông dân của tỉnh Hải Dương. Trong phần này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về kinh nghiệm nuôi ba ba cũng như là cái hướng tiêu thụ sản phẩm ba ba của bà con nông dân ở đây như thế nào. Và câu hỏi đầu tiên tôi muốn hỏi anh Trung, thưa anh, là gia đình mình nuôi ba ba đã lâu chưa và anh thấy là hiệu quả kinh tế từ việc nuôi ba ba này như thế nào ạ? Gia đình tôi nuôi ba ba từ năm 2000, từ năm 88 tôi nuôi cá đến năm 2000. Sau khi phát triển con ba ba thì gia đình tôi đầu tư sang chăn nuôi con ba ba đặc sản. Tổng diện tích nuôi nhà tôi là một mẫu, trong đó có ta 6 ao ba ba thịt, còn 2 ao ba ba giống. Anh nuôi ba ba được 4 năm nay và như anh nói là hiện nay cái ao nuôi của anh là có 8 ao với diện tích là một mẫu. Vậy anh đầu tư vào cái ao một mẫu này, vào cái diện tích nuôi như vậy là hết khoảng bao nhiêu tiền ạ? Chúng tôi đầu tư cả về phần xây dựng một ao, nhà tôi là mô hình là một mẫu là đầu tư 8 ao, thì chúng tôi đầu tư trung bình là khoảng 30 triệu một xây dựng một ao, trong đó là xây dựng kiên cố. Thưa anh, qua quá trình nuôi đã được 4 năm rồi, thì anh đã hoàn lại cái số vốn đầu tư ban đầu chưa? Qua 4 năm nuôi thì chúng tôi đã thu được hoàn chỉnh về cái số vốn là coi như đầu tư ra. Thế còn lại phần lãi thì là đang nằm ở trên tại ao và coi như thế là mô hình chúng tôi hiện nay là còn 1.533. Đấy, thương phẩm 33 thương phẩm là quay từ nay đến tháng 8 sẽ được tiến hành là thu. Thế và giống là khoảng độ 800 con để cho giống cho năm 2005. Xin cảm ơn anh ạ. Thưa bà con, như vậy là gia đình anh Trung mới nuôi ba ba được 4 năm và số vốn đầu tư ban đầu là khoảng hơn 400 triệu. Như anh nói, hiện nay đã thu lại được và cái số lãi còn lại bây giờ nằm ở trên 8 cái ao với diện tích là một mẫu đó. Và ở đó thì có khoảng hơn 1.500 con ba ba. Như vậy là cái số tiền quá lớn đúng không ạ? Thưa ông Tịnh, hiện nay thì xin ông cho biết là cái phong trào nuôi ba ba ở tỉnh Hải Dương đã phát triển như thế nào rồi ạ? Ở Hải Dương thì chăn nuôi ba ba trở thành một nghề được bắt đầu từ khoảng giai đoạn 1988-1989. Đến nay thì toàn tỉnh có khoảng độ 2.500 hộ nuôi, sản lượng ba ba thu hoạch khoảng 1.500 tấn. Thưa ông, về phía hội thì đã tạo điều kiện như thế nào cho bà con nông dân để phát triển nghề nuôi ba ba này ạ? Trong nhiều năm qua, hội nông dân đã giúp đỡ các hộ gia đình nuôi ba ba bằng nhiều hình thức, nhiều biện pháp rất thiết thực. Hội đã đứng ra tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật bằng cách mời các cái chuyên gia, các cố vấn có nhiều kinh nghiệm trong kỹ thuật chăn nuôi ba ba, bao gồm có ba ba sinh sản và ba ba thương phẩm, thông qua các lớp tập huấn bằng những hình thức truyền đạt ở trên lớp cũng như là học thực tế ở trên các cái ao nuôi ba ba, thì nhiều hội viên nông dân ấy đã từ chưa có kỹ thuật đến chỗ đã có kỹ thuật và về thực hiện ấy đã nâng cao được cái năng suất và chăn nuôi ba ba sinh sản cũng như ba ba thương phẩm. Và đặc biệt các hội cơ sở hiện nay là có nhiều các cái hoạt động, nhất là những cái địa phương mà đang phát triển chăn nuôi con ba ba đặc sản, thì đó là một cái nghề kinh tế mà chúng tôi cho rằng là tham gia rất tích cực vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương hiện nay theo cái hướng là tăng tỷ trọng giá trị của chăn nuôi và thủy sản, là góp phần là xây dựng nông thôn mới theo cái hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. Vâng. Với những cái sự hỗ trợ và tạo điều kiện như vậy thì nghề nuôi ba ở tỉnh Hải Dương đã phát triển thành phong trào như hiện nay đúng không ạ? Thưa anh Trung, hiện nay nhà mình với cái số lượng ba ba như vậy thì xin anh cho biết là khi ba ba đạt cái trọng lượng bao nhiêu thì anh có thể xuất bán được ạ? Khi người nuôi ba ba và thời gian trọng lượng bình quân chung khi thả là bình quân 0,5, thế nhưng khi lớn thì bình quân từ 1,4 trên 1,6 bình quân chung thì là được bán. Tiêu thụ ba ba ở đây đã gặp khó khăn gì chưa? Về giá bán ba ba